Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng vào bếp để làm món dọc mùng xào với thịt nhé. Đây là dọc mùng mình đã sơ chế xong, thì mình có nhiều video hướng dẫn các bạn cách sơ chế rồi nên là mình không nói lại, mình không làm nữa mà mình làm sẵn nhé. Các bạn chỉ cần tước hết cái phần sơ bên ngoài của dọc mùng đi, sau đó thì các bạn sẽ ngâm cho mình trong nước muối loãng nhé. Sau mà ngâm xong khoảng độ 15 đến 20 phút, các bạn sẽ bóp hết cái phần nước muối chua, nước muối mặn của cái dọc mùng đi. Mình rửa đi rửa lại vài nước thì là mình sẽ lấy được cái phần dọc mùng thì đã sơ chế xong như thế này các bạn ạ. Để các bạn bóp sạch hết cái phần nước đi cho mình nhé. Khi chúng ta sơ chế như vậy ạ, thì dọc mùng các bạn ăn ấy, nó giữ được độ giòn ngon mà lại không bị ngứa ạ. Vì chủ yếu là khi chúng ta ăn dọc mùng sợ nó bị ngứa, nhưng mà làm theo cách này thì không còn một ngứa một chút nào các bạn nhé. Đấy, bóp kiệt hết cái phần nước đi là được ạ. Và để làm món ăn này thì các bạn chuẩn bị cho mình một ít thịt heo, tùy theo nhé, các bạn ăn nhiều thì có thể cho nhiều ạ. Một củ tỏi, một quả ớt nhé. Trước tiên các bạn sẽ ướp cho mình cái phần thịt heo này với một chút bột canh để cho nó có độ đậm của thịt nhé. Bạn nào thích ăn hạt lêm hay bột ngọt có thể ướp cùng, còn không có thì sau khi mình xào mình cho cũng được nhé. Mình ướp khoảng 15 phút thì sau đó mình sẽ cho lên để mình xào. Và cái phần tỏi này các bạn sẽ đập ra cho mình. Với cái dọc mùng này thì các bạn có thể là xào với tỏi, với thịt heo hoặc thịt bò nhé. Hoặc là các bạn có thể nấu với các món canh có chua ấy, thì chúng ta có thể cho dọc mùng rất là ngon ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo và mình cho vào đây dầu ăn nhé. Lượng dầu ăn vừa phải ạ. Rồi khi dầu ăn nóng các bạn sẽ cho phần tỏi vào khi thơm lên. Khi tỏi nó dậy mùi thơm lên các bạn sẽ cho thịt vào cho mình nhé. Cái thịt này là ở cái phần là thịt chỗ thịt thăn đấy các bạn ạ, cái phần gân của thịt thăn đó. Mình làm ruốc thì mình bỏ cái phần gân như lại nên là mình xào cái phần thịt này nó rất là giòn ngon ạ. Chỉ cần cái phần thịt này nó tái lên như thế này, các bạn sẽ cho phần dọc mùng vào cho mình. Mình sẽ cho vào đây một chút muối ạ. Chỉ cần vài phút là chúng ta đã có đĩa dọc mùng xào với thịt thơm ngon nhé, dễ ăn giòn ngon của dọc mùng. Cho mình vào đây một chút nước mắm ạ. Cho nó thơm của mùi mắm.
Các bạn có thể cho hạt tiêu hoặc ớt tùy theo nhé, sở thích của gia đình chúng ta. Với những cái độ cay này thì không bắt buộc ạ. Thì trong bột canh của mình ấy, mình đã có một lượng hạt tiêu rồi, bột ngọt rồi, cho nên là mình có thể không cho thêm nữa. Nêm nếm xem vừa chưa các bạn nhé. Rồi bây giờ mình có thể cho vào đây một vài miếng ớt sừng này, nó không cay lắm và lại làm cho đĩa rau của mình xào nó ngon hơn, nó bắt mắt hơn các bạn nhé. Các bạn mà muốn thích ăn hành lá thì chúng ta có thể cho hành lá nhé, còn không có thì thôi nhé. Đây là tùy theo sở thích của mỗi gia đình. Rồi bây giờ mình xem này. Rất là giòn ngon vừa vặn rồi ạ. Bây giờ mình tắt bếp cho ra đĩa là có thể thưởng thức được món ăn này rồi. Các bạn chuẩn bị cái đĩa cho mình và mình sẽ cho cái phần dọc mồm xào cái thịt heo ra. Chúng ta có thể đổi bữa với những món ăn rất là đơn giản như thế này nhé, cho gia đình nhà mình ạ. Các bạn nhớ hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để xem những video mới nhất của mình ẩm thực miền quê ạ. Với những món ăn rất là dân dã như thế này mà lại ngon nhé, lại không tốn nhiều thời gian của các bạn mà lại chúng ta ăn như thế này ạ, thì không lo gì mà với hàm lượng chất dinh dưỡng quá nhiều nhé, mà nó chỉ là vừa đủ và rất là tốt cho sức khỏe ạ, có lợi cho sức khỏe của chúng ta nhé. Mình mời các bạn thưởng thức với mình nhé. Rất là giòn các bạn ạ. Giòn ngon tuyệt vời luôn đấy. Các bạn hãy thử làm nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon ạ. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ để xem những video mới nhất của mình. Xin chào ạ.